phẩm như ở bên cạnh Linh Trang đây chính là sản phẩm đèn sửa nhà tắm. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Linh Trang vào trò chuyện cùng với chủ đại lý nhé. Xin chào các bạn, bên cạnh Linh Trang lúc này là chú Minh, chủ đại lý Ngọc Minh ở địa chỉ là phố Trần Cung, Cổ Nhuế, Hà Nội. Và ngay bây giờ thì hãy cùng Linh Trang trò chuyện với chú ấy nhé. Chào chào chú ạ. Như cháu thấy là cửa hàng chú có bày rất là nhiều sản phẩm đèn sửa nhà tắm, thì chú cho cháu hỏi là đối với sản phẩm đèn sửa nhà tắm thì bên chú phân phối những sản phẩm của hãng nào ạ? Chủ yếu thì bây giờ xu hướng năm nay từ mấy năm gần đây thì đa số là họ thì sử dụng đèn han là nhiều, là sản phẩm han và sản phẩm cúc man, thì chú sẽ lựa chọn là bán cho những cái sản phẩm mà dân người ta tin dùng. À thế ạ? Thì là chú bán nhiều. Vâng. Ngoài việc là tin dùng ra thì còn có cái lý do nào khác để chú lựa chọn phân phối dòng sản phẩm đèn sửa han? Thực ra sửa han thì cũng được cái là vào trong tiềm thức của dân mình bây giờ cũng nhiều, mà cái sản phẩm nó cũng đa dạng và phong phú. Ngoài ra thì cái chất lượng bảo hành, cái tin cậy hơn, đảm bảo hơn. Có vấn đề trục trặc thì nhân viên qua xử lý rất là nhanh gọn. À, thế ạ. Và những cái lợi ích như vậy thì chắc hẳn là sẽ nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực đúng không ạ? Đúng vậy rồi. Thì đối với người khách hàng khi mà đến mua sản phẩm này thì họ có phản hồi như thế nào lại với chú về sản phẩm? Thực ra thì người ta đến là người ta cũng chỉ hỏi là han và cốt man, ngoài các sản phẩm khác thì người ta không tin, người ta sợ chập cháy nổ. Nó cũng rất là mang nhiều cái bất cập đến, cho nên người ta sợ, người ta không dám dùng những sản phẩm khác thì dùng sản phẩm an là chính. Cháu cảm ơn chú ạ. Các bạn thân mến, những gì mà chúng mình vừa chia